Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện đang tiến sát vào Biển Đông. Và đến lúc 7 giờ sáng nay thì áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa hơn 200 km về phía đông và khả năng mạnh lên thành bão tiến vào miền Trung của nước ta. Cơ quan khí tượng dự báo khi di chuyển đến quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Trong ngày và đêm nay, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, cấp 9 di chuyển chủ yếu theo hướng tây. Đến sáng ngày hôm nay, 18 tháng 9 thì cái áp thấp nhiệt đới có xuống di chuyển chậm lại và đến lúc 7 giờ sáng nay thì cái áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 km về phía đông và chúng tôi dự định là dự báo là trong khoảng thời gian 24 tiếng tới khi mà di chuyển đến khu vực quần đảo Hoàng Sa thì nhiều khả năng cái áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cái bão và với cái hướng di chuyển là uh, hiện tại đang là chủ yếu theo hướng tây sau đó khi mạnh lên thành bão thì áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền trung và với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi nhận định là cái dưới tác động của cái hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau là cơn bão ấy, thì trên biển trong ngày và đêm nay ở khu vực bắc biển đông sẽ có cái gió bão gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 và trong từ gần sáng và ngày mai thì vùng gió mạnh sẽ mở rộng đến khu vực biển trung bộ trọng tâm là khu vực từ hà tĩnh trở và vào đến quảng ngãi với quảng nam quảng ngãi với cái gió mạnh cấp 6 cấp 7 vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 và sóng biển ở các khu vực này sẽ cao từ 2 đến 4 mét, cùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, đêm qua và sáng nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to. Trong hai ngày tới dự báo sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, từ Thiên Huế và khu vực Quảng Nam. Do tác động của cái giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ kết hợp thêm với lại cái hoàn lưu phía trước của cái cơn bão cơn bão thất nhiệt đới hiện tại thì trong đêm qua và sáng sớm này khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có cái mưa to và cái lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm một số nơi có mưa sấp xỉ trên 100 mm và chúng tôi tiếp tục dự báo trong ngày hôm nay hết của ngày 19 đến sáng của ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra một cái đợt mưa lớn với cái tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm và có nơi trên 300 mm và với cái lượng mưa như vậy thì cái khu vực trung bộ trong cái vùng núi trung bộ nhất là cái khu vực từ hà tĩnh quảng bình quảng trị từ thiên huế và khu vực quảng nam trong thời gian tới cần hết sức lưu ý đến cái hiện tượng lũ quét và sạt lở đất nhằm ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến khánh hòa và các bộ ngành liên quan yêu cầu theo dõi chặt chẽ dự báo cung cấp đầy đủ thông tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai ứng phó theo quy định. Bộ trưởng các bộ, chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố nêu trên theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức theo dõi cập nhật thường xuyên liên tục thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi quản lý của ngành địa phương. Có liên quan tới áp thấp nhiệt đới gần biển đông, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và đặc biệt đối với hoạt động vận tải biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận. Yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, cảng vụ đường thủy nội địa liên tục theo dõi diễn biến hướng đi của áp thấp nhiệt đới để thông báo và hướng dẫn tàu thuyền biết khi cấp phép cho tàu rời cảng. Theo đó đề nghị kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kể cả tàu vận tải, tàu du lịch để kịp thời sẵn sàng xử lý các tình huống xấu nếu có thể xảy ra. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia cứu nạn cứu hộ khi có lệnh. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc yêu cầu cục đồng bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức ứng trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí ngập nước, ngầm tràn đoạn đường bị đứt hoặc đoạn đường bị sạt lở. Trong khi đó, theo ước tính sơ bộ của chính phủ, tổng thiệt hại về tài sản do báo số 3 gây ra ước tính trên 50.000 tỷ đồng và dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP của cả năm nay giảm khoảng 0,15%. Thống kê sơ bộ đến ngày 17 tháng 9 đã có 329 người chết mất tích, khoảng hơn 1.900 người bị thương, khoảng hơn 234.000 căn nhà, 1.500 trường học và nhiều công trình hạ tầng bị sập đổ, hư hại, trên 307.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại. 3.722 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gần 3 triệu gia súc gia cầm bị chết và gần 310.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ. Tổng thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ trên 50.000 tỷ đồng, dự báo có thể làm tốc độ tăng trưởng GDP của cả năm giảm khoảng 0,15% so với kịch bản tăng trưởng đạt 6,8 đến 7%. Để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nghị quyết số 143 của chính phủ đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó có nhóm giải pháp về bảo vệ tính mạng, an toàn sức khỏe của nhân dân hỗ trợ khôi phục các hoạt động đời sống xã hội để ổn định cuộc sống, giải pháp về hỗ trợ và thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lũ, ngập lụt, sạt lở trong thời gian tới. Còn trong tối ngày 17 tháng 9, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khi nạn nhân là hai em học sinh và hai em này bị nước lũ cuốn trôi khi mà đi qua bờ tràn. Thông tin khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, hai em học sinh tiểu học của trường tiểu học Lâm Sơn B trên đường đi học về khi đi xe đạp qua bờ tràn của thôn Lâm Quý thì bất ngờ bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của xã đã phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ của huyện Ninh Sơn và tỉnh Ninh Thuận tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa bàn của xã Lâm Sơn có mưa to và nước lũ thì về nhanh nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã phải chặn từng đoạn suối để tìm kiếm và đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của em học sinh cách hiện trường bị nước cuốn trôi hơn 2 km. Mưa lớn kéo dài trong suốt đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng của thành phố Đà Nẵng bị ngập và ảnh hưởng lớn đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 18 tháng 9, Đà Nẵng đã trải qua hiện tượng mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to. Thống kê tổng lượng mưa ghi nhận tại một số khu vực như sau: Hòa Khê đạt 27,2 mm, Hồ Thạc Gián 27,8 mm và chi cục thủy lợi là 30,6 mm. Tình trạng ngập úng đã gây ra ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường chính của thành phố như đường Hùng Vương, đường Hàm Nghi hay đường Quang Trung. Điều này cũng đã khiến nhiều người đi làm vào buổi sáng phải dắt xe máy vì nước ngập quá sâu không thể di chuyển. Một số người đã phải dừng lại ở giữa đường. Các cơ quan chức năng và lực lượng cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ và điều phối giao thông. Tuy nhiên, việc khắc phục tình trạng ngập úng sẽ cần thời gian và sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng làm giảm mức nước ngập và khôi phục giao thông như bình thường. Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây thì xuất hiện thủ đoạn lừa đảo như là các đối tượng liên hệ qua điện thoại, tin nhắn và tự xưng là cảnh sát giao thông, thông báo yêu cầu nộp phạt nguội. Và do năm không nắm rõ được quy trình xử lý của lực lượng chức năng nên đã có những người sập bẫy. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tự xưng mạo danh cảnh sát giao thông, thông báo hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên do đã quá thời hạn xử lý, đề nghị người vi phạm cung cấp số biên bản. Nếu người vi phạm chưa nhận được biên bản thì các đối tượng giả danh này yêu cầu người vi phạm cung cấp một loạt thông tin như tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng. Để lực lượng chức năng cung cấp số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý cũng như số tiền xử phạt. Sau đó kẻ gian yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng. Và những người có tâm lý nhẹ dạ, không cảnh giác, sợ sệt sẽ trở thành con mồi của những kẻ chiếm đoạt tài sản. Trong bối cảnh nhiều dự án giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ thì vẫn có những dự án cao tốc bị chậm tiến độ tại dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Trong khi công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với nhà đất của người dân đã cơ bản thực hiện xong, thì việc di rời hạ tầng kỹ thuật như là đường dây lưới điện hay là dây cáp viễn thông vẫn còn đang nghỉ dạy. Và điều này khiến cho tiến độ thi công cao tốc bị ảnh hưởng vì nhà thầu phải chờ mặt bằng. Dây điện, các loại dây cáp viễn thông vẫn nằm án minh bất động trên công trường thi công gói thầu XL1 dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Ở gói thầu này có đến 8 vị trí vướng mặt bằng do các công trình hạ tầng kỹ thuật gây ra. Có những điểm nhà thầu không thể tổ chức thi công trên thực địa. Trụ điện nó nằm ở giữa tuyến chính cho nên là không 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 có thể triển khai thi công được vì bây giờ đã đáp cao đến phạm vi mất an toàn về 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 về, thi công rồi. Cho nên là hầu như thiết bị không thể tham gia vào để triển khai thi công đoạn đó được. Vướng lớn nhất hiện nay là hệ thống dây điện cùng với các trụ điện của đường dây 22 kV, đường dây 0,4 kV vẫn còn án ngữ nhiều điểm trong phạm vi mặt bằng thi công dự án. Sự chậm trễ di rời là do chính quyền địa phương và đơn vị chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng chưa bố trí được mặt bằng để di rời. Tất cả những vị trí mà còn lại này là những vị trí khó khăn là do không có mặt bằng để dịch chuyển cái vị trí cái trụ hiện trạng đến cái vị trí mới. Đối với công ty Quảng Ngãi thì chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phối hợp tài chính vì thực hiện chủ trì cái việc này là của ban quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị thi công. Công ty Quảng Ngãi chúng tôi phối hợp thực hiện cái việc thỏa thuận thiết kế và chủ yếu là bố trí lịch các điện để cho các đơn vị thi công thực hiện. Đến thời hiện tại thì bên cạnh cái phạm vi mặt bằng đã được bàn giao thì vẫn còn một số các công trình hạ tầng kỹ thuật như đường điện dân sinh, hay đường thông tin tín hiệu thì vẫn còn khoảng 20 điểm trên tuyến cần phải giải phóng. Chúng tôi hy vọng là các cam kết của địa phương sẽ được hiện đúng để bàn giao mặt bằng đầy đủ cho nhà thầu làm cơ sở chúng tôi hoàn thiện những hạng mục còn lại của phần nền đường trước mùa mưa năm nay. Hạ tầng kỹ thuật chậm di rời đang cản trở tiến độ thi công của dự án cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn. Tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương xử lý, phấn đấu trong tháng 9 này xử lý dứt điểm các điểm vướng về mặt bằng do các công trình kỹ thuật để bàn giao mặt bằng sạch thi công cho dự án